Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa trải qua sự tàn phá của một trận lũ quét. Lũ quét đã khiến xã Hồ Bốn bị cô lập, đất đá ngập các bản và trung tâm xã. Thống kê của huyện Mù Cang Chải cho biết, trận mưa lũ đã khiến 3 người chết, hơn 230 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi hoặc hư hỏng. Xã Hồ Bốn mất điện trong 4 ngày vừa qua. Ủy ban nhân dân xã và trường trung học nội trú trên địa bàn cũng bị nước lũ vùi lấp nhiều đồ đạc, ước thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Hiện nay, công tác khắc phục ổn định đời sống người dân sau mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải đang được khẩn trương tiến hành. Tuy nhiên, tất cả những gì còn sót lại sau trận lũ quét kinh hoàng chỉ còn lại sự tan hoang dành cho người dân nơi đây. Tại thôn Trống La, xã Hồ Bốn, một gia đình cho biết tài sản còn lại chỉ có song nồi, bát đĩa và vài chiếc giày. Trong vòng 30 phút kinh hoàng khi thảm họa ập đến, cả căn nhà bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Tài sản gia đình và nhiều đồ đạc sinh hoạt hàng ngày cũng đi theo dòng nước. Người dân thôn Trống La chia sẻ, giờ đây hai bàn tay trắng, không còn gì nữa, không biết bắt đầu từ đâu. Trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Hồ Bốn nằm ngay trung tâm xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận lũ quét. Trường học ngập trong bùn đất, bàn ghế, sách vở, máy tính, đồ dùng học tập, chăn màn ngập trong nước lấm lem. Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ Bốn cho biết, trận lũ quét ngày 5 tháng 8 khiến hệ thống máy móc các phòng tầng 1 bị vùi lấp, hư hỏng, trang thiết bị dạy học, sách vở, hơn 20 máy tính mới đầu tư cũng gần như không thể sử dụng. Kho dự trữ gạo ăn bán trú của học sinh cũng bị ngập một phần. Các phòng học, đồ dùng, chăn gối của học sinh hay sách giáo khoa ngập trong nước lũ. Hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh, bàn ghế ở khu vực ăn uống cũng bị trôi hoặc hư hỏng. Đặc biệt, khi năm học mới sắp đến, việc phải lo cho hơn 600 học sinh bán trú trong bối cảnh điều kiện thiếu thốn như hiện nay là vô cùng khó khăn do đường nước, công trình vệ sinh, bếp ăn cũng đã bị hư hỏng. Khung cảnh tan hoang bủa vây từng ngôi nhà ở huyện nghèo này. Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải thuộc top 5 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới, bây giờ ngập ngụa trong bùn đất. Tâm lũ xã Hồ Bốn có hiện trường ngổn ngang, nào là đất đá, cây cối, bùn lầy. Hầu như không có phương tiện nào có thể tiếp cận được ngoài việc đi bộ vào trong từng bản làng. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng tại chỗ tập trung khắc phục hậu quả, bố trí nơi ăn nghỉ tạm thời cho các hộ dân có nhà cửa bị sập đổ, cuốn trôi. Hỗ trợ 18 triệu đồng trên người đối với gia đình có người bị chết, 40 triệu đồng trên hộ đối với gia đình có nhà bị sập đổ, cuốn trôi, 30 triệu đồng trên hộ với các hộ phải di dời khẩn cấp, 20 triệu đồng trên hộ đối với các hộ có nhà bị hư hỏng nặng. Hàng nghìn suất quà, lương thực, thực phẩm, vật dụng sinh hoạt thiết yếu đã được chuyển tới bà con vùng lũ để sớm ổn định cuộc sống. Hơn 1.000 người là đoàn viên thanh niên, giáo viên của các trường học khác trên địa bàn đã được huy động, di chuyển bằng đường mòn để tiếp cận các xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa lũ do toàn bộ hệ thống giao thông với các xã bị chia cắt. Công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo ổn định đời sống người dân sau lũ đang được huyện khẩn trương thực hiện. Tới 9 giờ sáng ngày 10 tháng 8, tuyến quốc lộ 32 từ huyện Mù Cang Chải, Yên Bái sang huyện Than Uyên, Lai Châu đã thông xe toàn tuyến. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch ở miền núi phía Bắc. Trước đó, tuyến đường này bị chia cắt 5 ngày vì sạt lở. Đoạn từ Mù Cang Chải sang Than Uyên có đến 100 điểm sạt lở, với hàng trăm nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường. Khoảng 100 công nhân cùng các phương tiện máy móc làm việc ngày đêm để thông tuyến. Quốc lộ 32 đi lại thông suốt, tạo điều kiện tiếp cận và cứu trợ những địa bàn vùng sâu, vùng xa đang bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Liên quan đến tình hình mưa lũ ở khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo vào đêm 11 ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 12 tháng 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Mưa to cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Sáng sớm 11 tháng 8, các tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ có mưa to. Trong khoảng 6 giờ tới,
Các khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực các tỉnh trên, đặc biệt các huyện Mường La, thành phố Sơn La, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Yên Bái, Bảo Lâm, Hà Quảng, Cao Bằng, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lạng Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, Yên Thủy, Hòa Bình, Tân Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây ra tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Liên quan đến tình hình mưa lũ ở các tỉnh thành phía Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ quét sạt lở đất là hiện tượng thiên nhiên cực đoan rất khó dự báo. Các dấu hiệu để nhận biết lũ quét là mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, hoặc mưa lớn diễn ra đều đặn trong nhiều ngày, khi có gió xoáy gây ảnh hưởng vào khu vực, khi nước đang dâng lên nhanh chóng, trên sông suối, nơi có núi cao, độ dốc lớn, địa hình bị chia cắt, cần đề phòng lũ quét. Khi có lũ quét thì cũng thường kèm theo sạt lở. Thạc sĩ Lê Xuân Cầu, nguyên cán bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường cho biết, thông thường sạt lở xảy ra tại nơi có độ dốc, mặt đất lớn, là nơi dễ tích tụ nước dưới đất và phải có nguồn cung cấp nước đủ lớn, lưu vực nước ngầm đủ lớn, đất có độ kết dính không cao, đó là nơi nước dưới đất chảy chậm lại và đường dòng hội tụ sẽ gây tích tụ nước và mực nước dưới đất sẽ dâng khi có nguồn cung nước đến. Chuyên gia khuyên, khi xảy ra mưa lớn, cần quan sát những thay đổi xảy ra xung quanh khu vực sinh sống, như các rãnh thoát nước mưa trên các sườn dốc, đặc biệt là những nơi mà dòng nước chảy tụ lại, xuất hiện dấu vết sạt lở, cây bị sạt, cửa hoặc cửa sổ bị kẹt không thể mở ra, vết nứt mới xuất hiện trên tường, trần, gạch hoặc nền, bức tường ngoài, lề đường và cầu thang không nguyên dạng, xuất hiện các vết nứt mở rộng trên mặt đất hoặc lối đi, vỡ mạch nước ngầm, mặt đất có hiện tượng phồng rộp, đường bấp bênh, nước phun ra từ mặt đất tại nhiều vị trí mới, hàng rào, tường chắn, cột điện, cây cối bị nghiêng hoặc di chuyển, chú ý sự thay đổi của dòng nước. Nếu nước đang từ trong chuyển sang đục, thì đây là một dấu hiệu cho thấy sắp có sạt lở đất. Khi bắt đầu nghe thấy tiếng rơi của đất đá và âm lượng tăng dần, mặt đất bắt đầu dịch chuyển xuống theo chiều dốc, lớp đất thụt xuống, những âm thanh lạ như tiếng cây gãy hoặc tảng đá va chạm với nhau, tức là sạt lở đất sắp xảy ra và việc cần làm là nhanh chóng di dời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho chính quyền địa phương và hàng xóm để có thể được hỗ trợ kịp thời. Lũ quét thường xảy ra rất nhanh và bất ngờ, vì thế bà con cần hạn chế đi lại qua sông suối sau lũ. Ngoài ra, nên di chuyển nhà tới những nơi an toàn trong trường hợp chỗ ở cũ bị san lấp hoàn toàn hoặc quá nguy hiểm. Để đề phòng lũ lụt nói chung và lũ quét nói riêng, cần phải tích cực khôi phục rừng phòng hộ đầu nguồn, đặc biệt là khu vực thường gây ra lũ quét, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ lớp phủ thực vật, tăng cường khả năng giữ nước của lưu vực, hạn chế khả năng tập trung dòng chảy lũ. Người dân xã Tả Phời, thành phố Lào Cai vừa trải qua một sự việc kinh hoàng, khiến đến tận bây giờ, hậu quả để lại vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 8 tháng 8, hồ thải của công ty cổ phần Đồng Tả Phời bị vỡ, gây ngập úng nước khoảng 30 hộ dân ở xã Tả Phời, thành phố Lào Cai. Sau khi tổ chức khảo sát, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Lào Cai đã yêu cầu công ty cổ phần Đồng Tả Phời Vinacomin huy động bố trí nhân lực, trang thiết bị, tổ chức ngay các biện pháp ứng phó sự cố. Cụ thể, công ty cổ phần Đồng Tả Phời Vinacomin tại khu vực sự cố đã huy động bố trí 3 máy xúc gầu ngược, 1 máy xúc lật, 3 máy gạt, 3 ô tô và khoảng 50 nhân công tập trung khắc phục sự cố. Sau sự cố vỡ hồ thải của công ty cổ phần Đồng Tả Phời Lào Cai, hàng chục nhà dân bị bùng tràn vào, tài sản, hoa màu, vật nuôi bị thiệt hại nặng nề. Sự cố vỡ cống xả thải khiến 46 hộ dân phía hạ lưu hồ bị ảnh hưởng về nhà ở. Đến thời điểm hiện tại, người dân bị ảnh hưởng của sự việc vẫn đang phải dọn dẹp, vệ sinh để nhanh chóng quay trở lại nếp sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh đó, nước bùn cũng cuốn trôi và vùi lấp nhiều vật dụng sinh hoạt của các gia đình, TV, tủ lạnh, xe máy và vật nuôi. Cùng với việc xử lý chỗ cống vỡ, công ty cổ phần Đồng Tả Phời cùng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tả Phời và các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Đến thời điểm ngày 11 tháng 8, công ty cổ phần đồng Tả Phời đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tả Phời, các cơ quan chức năng kiểm đếm xong tài sản của 24 nhà, tổng cộng có 46 hộ sống trong 24 ngôi nhà, hỗ trợ 12 trên 24 hộ dân dọn bùn tràn vào nhà, di chuyển khẩn cấp 10 hộ, 64 khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Một người phụ nữ 42 tuổi sống tại thôn Phời 3 cho biết sau một tiếng ụp, bà con trong bản kéo nhau chạy hết, không kịp mang theo cái gì cả. Chỉ sau vài chục phút mọi tài sản mất trắng hết, từ nhà đến cửa hàng tạp hóa, máy xát gạo bị trôi hết. Con đường nối một số thôn ở xã Tả Phời bị bao phủ một lượng bùn thải đen đặc, nồng mùi hôi thối. Bùn thải từ nhà máy tuyển quặng đồng Tả Phời bị vỡ, tràn ra khu dân cư khiến nhiều người dân đi lại khó khăn. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với công ty đồng Tả Phời, đồng thời huy động thêm nhiều lực lượng tới hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, dọn rửa xác bùn thải, bố trí chỗ ở tạm thời, cung cấp đầy đủ thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân. Theo thống kê, tổng cộng có 47 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 24 hộ có nhà ở và tài sản bị ngập, 23 hộ dân ảnh hưởng lúa và hoa màu. Đến nay, đã tiến hành thống kê xong 24 hộ dân có nhà và tài sản bị ngập và 10 hộ phải di chuyển. Dự kiến hết ngày 11 tháng 8 sẽ thống kê thiệt hại về lúa và hoa màu. Về vấn đề đất trồng, nước tưới tiêu và ao hồ của người dân sẽ căn cứ vào đánh giá đầy đủ của các cơ quan chức năng để đưa ra phương hướng cải tạo lại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng theo đúng quy định của nhà nước. Ông Hưng cho biết, theo chỉ đạo của tỉnh, về mặt lâu dài sẽ xây dựng phương án tái định cư cách nơi ở cũ khoảng 2 km. Để di chuyển khoảng 10 hộ dân tại chân đập có nguy cơ mất an toàn cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tả Phời Trần Văn Hưng cho biết, ngay sau khi sự cố vỡ ống thoát nước mặt hồ thải quặng đuôi, công ty cổ phần Tả Phời xảy ra, lãnh đạo tỉnh, thành phố đã trực tiếp làm việc tại công ty và Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo ngay lập tức phải tập trung trấn an, chăm lo đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người đặt ra câu hỏi có thực sự sẽ thu hồi hết số quặng thải hay không? Và số quặng thải này có ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi tiếp xúc lâu dài hay không? Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, đây là sự cố môi trường nghiêm trọng vì bùn đuôi quặng được quản lý nghiêm ngặt, không được để tràn ra môi trường. Do đó, cần phải triển khai các biện pháp ứng phó môi trường khẩn cấp như khoanh vùng, quan trắc chất lượng đất, nước để xử lý. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, để đảm bảo sức khỏe, người dân ở khu vực ảnh hưởng của sự cố cần tránh tiếp xúc nguồn nước thải. Tốt nhất là nên sử dụng nguồn nước đóng chai cho đến khi có kết quả kiểm nghiệm nguồn nước từ cơ quan chức năng. Người dân không nên sử dụng các loại rau, cỏ trong khu vực có nước thải chảy qua. Đánh giá về sự cố này, ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam SOS cho rằng, nước bùn thải quặng của nhà máy đã qua quá trình hóa lý nên có thể chứa kim loại nặng, hóa chất, axit phụ gia. Theo ông Sơn, những chất này khi thoát ra môi trường sẽ không có cách nào để thu hồi và xử lý triệt để. Chúng sẽ nhanh chóng ngấm vào đất, nguy cơ nhiễm vào nước ngầm, một phần hơi độc phát tán vào không khí. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đánh giá, đây là một sự cố môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân và hệ sinh thái. Bùn thải nhà máy sản xuất đồng chứa rất nhiều kim loại vô cùng độc hại, không được phép tràn ra môi trường. Sau sự việc công ty cổ phần đồng Tả Phời, Vinacomin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có báo cáo gửi đến Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên Môi trường. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai phối hợp tổ chức kiểm tra sự việc, đồng thời ban hành một số văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện ngay một số công việc để khắc phục sự cố. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, ngoài yêu cầu tạm thời dừng hoạt động nhà máy tuyển đồng Tả Phời để tập trung khắc phục sự cố vỡ ống D2000 hồ thải quặng đuôi, đơn vị mỏ còn được yêu cầu huy động trang thiết bị, nhân lực, tổ chức nạo vét thu hồi toàn bộ bùn thải tại các khu vực lắng đọng ngoài môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo đơn vị kỹ thuật đo đạc để xác định khối lượng bùn, nước từ hồ thải quặng đuôi đã chảy ra môi trường. Đơn vị chức năng cũng sẽ tổ chức lấy mẫu nước thải, bùn thải tại khu vực xảy ra sự cố và các khu vực khác, làm cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng ô nhiễm môi trường. Sau khi có kết quả phân tích, thông báo cho chính quyền địa phương để có giải pháp sử dụng nguồn nước.
Liên quan đến sự việc Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong yêu cầu Ban Cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh cần sớm xác minh rõ tác động và nguyên nhân của sự cố, đồng thời các cơ quan cần dự báo, dự đoán tốt tình hình trong thời gian tới để có phương án ứng phó. Theo ông Đặng Xuân Phong, cần khẩn trương triển khai các biện pháp ổn định đời sống, tư tưởng, sản xuất của nhân dân, nghiêm túc thống kê đền bù cho nhân dân, đánh giá khách quan về tác động về môi trường, ảnh hưởng của sự cố đến đời sống của nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Ủy ban Nhân dân Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương rà soát lại việc sắp xếp dân cư một cách tổng thể, đề xuất các hộ di chuyển các hộ dân theo đề nghị của thành phố để đảm bảo an toàn cho nhân dân và hoạt động của nhà máy đồng Tả Phời về lâu dài. Ông Đặng Xuân Phong nêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương thường xuyên rà soát, kiểm tra an toàn hồ đập trên địa bàn toàn tỉnh với phương châm giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về người trong mùa mưa bão. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố và trách nhiệm của công ty cổ phần đồng Tả Phời, đề xuất phương hướng xử lý và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo trước ngày 15 tháng 8. Các cơ quan đơn vị rà soát toàn bộ các đập, hồ thải trên địa bàn tỉnh để đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cá nhân có giải pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, tránh xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan, chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Tả Phời, thành lập tổ công tác phối hợp với công ty cổ phần đồng Tả Phời, rà soát, thống kê thiệt hại của các hộ gia đình cá nhân và các tổ chức nếu có để làm cơ sở hỗ trợ đền bù. Sáng 30 tháng 7, sau hơn 3 ngày mưa liên tục, Đà Bảo Lộc xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến giao thông của người dân và du khách. Lúc này, toàn bộ cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trạm Madagui đã có mặt trên tuyến đường để giải tỏa đất đá rơi trên quốc lộ 20. Đến hơn 14 giờ, các chiến sĩ nói trên tiếp tục tuần tra, làm nhiệm vụ trước chốt chặn thì gặp nạn. Bờ ta luy cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập, đã vùi lấp hoàn toàn mái hiên sinh hoạt phía sau và khu vực để xe bên cạnh. Toàn bộ đất đá còn tràn ra, chắn ngang quốc lộ 20 phía trước chốt cảnh sát giao thông này. Ghi nhận của phóng viên Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tại hiện trường vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc, đến 20 giờ 15 phút tối 30 tháng 7, sau nhiều giờ đào bới tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy 3 thi thể cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông bị vùi lấp trong vụ sạt lở. Các chiến sĩ hy sinh gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Đại úy Lê Ánh Sáng và Thượng úy Lê Quang Thành. 22 giờ 50 phút ngày 30 tháng 7, Đèo Bảo Lộc dày sương mù, mưa vẫn chưa ngớt. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng và các địa phương như huyện Đạ Hoai, thành phố Bảo Lộc dưới sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận vẫn đang chạy đua để cứu nạn. Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này, Giám đốc và các Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo huy động tối đa lực lượng phương tiện tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đến 20 giờ 30 phút, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể 3 cán bộ chiến sĩ trong vụ sạt lở Đèo Bảo Lộc. Ngay trong đêm, thi thể 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông được đưa về Trung tâm Y tế huyện Đạ Hoai. Ai cũng đau xót trước cảnh các thi thể nạn nhân đầy vết trầy xước, không còn nguyên vẹn do vụ sạt lở kinh hoàng trên Đèo Bảo Lộc gây ra. Tại khu vực nhà thể, tiếng người thân khóc nấc khi đến nhìn mặt con, cháu, chồng lần cuối đã làm cả Trung tâm Y tế không khỏi thương xót. Tại đây, các đồng đội Anh Thường, Anh Sáng và Thành là cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, công an huyện Đạ Hoai luôn túc trực ở bên phòng khám nghiệm tử thi, an ủi động viên người thân các nạn nhân. Đến khoảng 2 giờ sáng, Thượng tá Nguyễn Thanh Nam, trưởng công an huyện Đạ Hoai cũng từ hiện trường trở về Trung tâm Y tế để chỉ đạo công tác khám nghiệm tử thi, hỗ trợ động viên các gia đình nạn nhân. Ít phút sau đó, hai cán bộ cảnh sát giao thông Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Hưng là hai đồng đội may mắn thoát nạn gang tấc. Trong cơn sạt lở cũng đến Trung tâm Y tế, cả anh Trung và anh Hưng đều bị thương ở chân và đi lại còn khó khăn. Chân chúng tôi vẫn còn đau, mà đau xót quá, chúng tôi không thể nào ngủ được nên ra đây ở bên đồng đội, anh Trung cho biết thêm. Bên ngoài cổng Trung tâm Y tế, anh Ngữ, người thân của Đại úy Lê Ánh Sáng ngồi trong một góc khuất với vẻ mặt thất thần. Theo anh Ngữ, Sáng là người anh em và Sáng đang chuẩn bị cưới vợ. Người thân và bạn bè gia đình quê Sáng ở miền Trung đang rất trông chờ Sáng đưa cô dâu về. Khi hay tin vụ sạt lở, anh Ngữ đã liên lạc với Sáng nhưng không được thì nghi có điều không lành. Do hiện trường vụ sạt lở đang phong tỏa nên anh Ngữ đã đi xe từ thành phố Bảo Lộc vòng qua đèo Con Ó để đến Trung tâm Y tế với Đại úy Lê Ánh Sáng. Cứ vài phút,
đồng hồ, anh Ngữ lại lấy điện thoại gọi điện thông tin tình hình của đại úy Sáng, được tìm thấy trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn, cho người thân, khiến ai nghe xong cũng xót xa. Ngay trong sáng ngày 31 tháng 7, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ thì bị sạt lở vùi lấp trên đèo Bảo Lộc. Theo đó, thăng quân hàm cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường 42 tuổi lên Trung tá, Thượng úy Lê Quang Thành 46 tuổi lên Đại úy và Thượng úy Lê Ánh Sáng 33 tuổi lên Đại úy. Đến sáng mùng 2 tháng 8, hàng trăm người là thân nhân, đồng đội, người dân tới tiễn đưa 3 cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, ứng cứu thảm họa thiên tai tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng về nơi an nghỉ cuối cùng. 3 chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc lần lượt là Trung tá Nguyễn Khắc Thường sinh năm 1981, Thiếu tá Lê Quang Thành sinh năm 1977 và Đại úy Lê Ánh Sáng sinh năm 1990. Sự ra đi của các anh để lại sự tiếc thương vô hạn cho đồng đội và là nỗi đau không tả xiết của các thân nhân các anh. Tại thành phố Đà Lạt, lễ truy điệu Thiếu tá Lê Quang Thành được Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lúc 6 giờ 30, lễ di quang vào lúc 7 giờ cùng ngày. Tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, lễ truy điệu Trung tá Nguyễn Khắc Thường diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 2 tháng 8, lễ di quang lúc 7 giờ 30 cùng ngày. Tại thành phố Bảo Lộc, lễ truy điệu Đại úy Lê Ánh Sáng diễn ra vào lúc 12 giờ 30 ngày 2 tháng 8, lễ di quang lúc 13 giờ cùng ngày. Trung tá Nguyễn Khắc Thường và Thiếu tá Lê Quang Thành được người nhà an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt. Riêng Đại úy Lê Ánh Sáng, theo nguyện vọng của gia đình, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa thi thể đồng chí về an táng tại quê nhà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cũng trong sáng mùng 2 tháng 8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho thân nhân 3 cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông được tặng huân chương gồm Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng. Các chiến sĩ được trao huân chương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự tri ân, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ là cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, ứng phó thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng. Theo Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, trong suốt quá trình công tác chiến đấu, chiến sĩ Thường, Thành và Sáng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặc dù đối diện nguy hiểm nhưng các chiến sĩ vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Đến sáng mùng 3 tháng 8, thi hài liệt sĩ Đại úy Lê Ánh Sáng đã về đến quê nhà huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nơi anh sinh ra và lớn lên. Được biết Đại úy Lê Ánh Sáng là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Sau khi học xong cấp 3, Sáng đi nghĩa vụ, sau đó thi đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ra trường, Lê Ánh Sáng được điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, làm nhiệm vụ tại Trạm Cảnh sát Giao thông Madagui. Do công việc bận rộn nên Đại úy Lê Ánh Sáng rất ít khi có thời gian về thăm mẹ. Mỗi năm anh chỉ sắp xếp được 1 đến 2 lần để về quê. Hơn 1 năm nay, phần vì công việc bận rộn, phần nữa vì chuẩn bị cưới vợ nên anh chưa có dịp về thăm mẹ. Nỗi đau như nhân lên gấp bội khi gia đình đang chờ đón ngày trọng đại nhất của liệt sĩ Lê Ánh Sáng thì tai họa bất ngờ ập xuống. Mọi người trong gia đình và họ hàng đã chuẩn bị chu tất, thiệp hồng cũng đã được phát đi, ngày cưới đã ấn định. Thay vì đón chờ ngày cưới, giờ đây mọi người lại đang đau đớn chuẩn bị hậu sự, đón thi thể của liệt sĩ về với đất mẹ. Vụ sạt lở kinh hoàng ở đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng khiến 4 người tử vong, trong đó có một người dân đến giúp sức cho 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng tử nạn. Thông tin ban đầu, nam thanh niên thiệt mạng trong vụ việc tên là Phạm Ngọc Anh, 23 tuổi, quê ở thôn Đồng Thanh, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ngọc Anh chỉ mới vừa hoàn thành nghĩa vụ công an vào tháng 6, 2023 và đang đi học lái xe, mong sớm đi làm giúp mẹ nuôi em. Hoàn cảnh gia đình của Ngọc Anh khiến nhiều người phải xót xa khi bố mất cách đây 3 năm vì bệnh nặng. Một mình mẹ của Ngọc Anh là bà Bùi Thị Hảo, 47 tuổi, tần tảo nuôi Ngọc Anh cùng với em trai. Sau khi sự việc xảy ra, ông nội của Ngọc Anh là ông Phạm Doãn Quảng, 84 tuổi và anh Phạm Doãn Sinh, chú ruột Ngọc Anh, từ thành phố Đà Lạt để chuẩn bị đám tang cho cháu. Ông Phạm Doãn Quảng cho biết, trước đó không lâu, Ngọc Anh còn xin tiền ông để đi học lái xe vì muốn tìm một công việc ổn định giúp mẹ đỡ vất vả. Nhưng việc đó chưa được thực hiện thì nay Ngọc Anh đã ra đi mãi mãi. Sự ra đi của Ngọc Anh không chỉ thân nhân đau xé lòng mà còn những người hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Không ai nén được nỗi bi thương. Một người hàng xóm chia sẻ khi nghe tin Ngọc Anh gặp nạn rằng từ ngày mà chồng mất,
chị Hảo một mình vất vả nuôi hai con ăn học. Cuộc sống ở quê vất vả, ngoài cấy vài sào ruộng, chị còn đi phụ hồ. Nghe tin Ngọc Anh ra đi đột ngột, ai cũng đau buồn khi cách đây 3 tuần, Ngọc Anh vừa mới về quê thăm mẹ và em. Thi thể của Phạm Ngọc Anh là thi thể cuối cùng được tìm thấy trong 4 người tử vong trong vụ sạt lở kinh hoàng ở đèo Bảo Lộc. Chiều tối 2 tháng 8, linh cữu của Ngọc Anh đã về tới quê nhà. Ngày 3 tháng 8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét gửi văn bản cho Ban thi đua khen thưởng Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ, kính trình Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh, người dân tử vong khi giúp cảnh sát giao thông di dời tài sản công ra khỏi khu vực bị sạt lở nguy hiểm. Sở Nội vụ tỉnh nêu trong tờ trình, anh Phạm Ngọc Anh quê tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đã có hành động dũng cảm trong hỗ trợ cứu tài sản của nhà nước, nhân dân khi sạt lở đèo Bảo Lộc. Đề nghị trên được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét, rồi trình Ban thi đua khen thưởng Trung ương, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ, kính trình Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm cho anh Ngọc Anh. Còn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp trước đó cũng đề nghị các sở ngành địa phương quan tâm, xem xét để có đề xuất tuyên dương anh Phạm Ngọc Anh. Vào chiều 30 tháng 7, phát hiện vết nứt ở quả đồi phía sau chốt cảnh sát giao thông, các cán bộ chiến sĩ công an khẩn trương di dời thiết bị, phương tiện và các tài sản khác ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chứng kiến việc này, anh Phạm Ngọc Anh đã vào chốt để hỗ trợ các cảnh sát giao thông. Khi các anh đang làm nhiệm vụ di dời tài sản công, bất ngờ xảy ra vụ sạt lở trên sườn một ngọn đồi ở phía sau chốt cảnh sát giao thông. Hàng trăm mét khối đất đá đổ ập xuống vùi lấp tòa nhà của chốt cảnh sát giao thông. 7 người trong chốt tỏa ra các hướng, nhưng chỉ có 3 người chạy thoát. 4 người còn lại, bao gồm 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và anh Phạm Ngọc Anh, bị hàng trăm tấn đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong. Sau khi xảy ra vụ sạt lở khiến 4 người tử vong, Công an tỉnh Lâm Đồng đã gửi hồ sơ xác nhận kèm theo tờ trình về hành động dũng cảm nhằm bảo vệ tài sản nhà nước, nhân dân của anh Phạm Ngọc Anh. Trước đó, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an đã có các quyết định truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, công nhận liệt sĩ và thăng cấp bậc hàm cho 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, gồm Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng. Ngay sau khi sự việc đau lòng diễn ra, trên mạng xã hội, thước phim những chiến sĩ cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc trước lúc hy sinh đang cùng người dân vần đá để xe lưu thông thuận lợi trên đèo vẫn còn đó. Trong đoạn video màu áo chiến sĩ cảnh sát giao thông hòa cùng màu áo của nhân dân, tinh thần quân với dân như cá với nước được thể hiện đầy đủ qua những giây phút ngắn ngủi được ghi lại đó. Các anh đã ra đi, tuy nhiên hình ảnh những người chiến sĩ kiên trung, bất khuất không ngại khó vì một mục tiêu, vì nhân dân phục vụ đã khiến ai nấy đều không khỏi cảm động. Trước đó, sáng 30 tháng 7, cùng với tỉnh Lâm Đồng hứng chịu cơn mưa lớn kéo dài, đèo Bảo Lộc dường như ngậm nước lâu ngày khiến hàng chục điểm sạt lở. Cây xanh gãy đổ, đá rời vách núi lăn xuống quốc lộ 20 gây nguy hiểm cho người đi đường. Tiếp nhận chỉ đạo, các chiến sĩ cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc đến hiện trường, nhanh chóng di dời tảng đá khỏi mặt đường. Trong đó, Đại úy Lê Ánh Sáng cùng đồng đội di dời tảng đá chắn ngang đường. Sau khi di dời xong đá, đất, các tổ tuần tra tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Trong đó có 3 chiến sĩ, Lê Ánh Sáng, Lê Quang Thành và Nguyễn Khắc Thường. Đến 15 giờ, khi các chiến sĩ nói trên đang điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông phía trước chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc, thì bờ đất phía sau đổ sập, khiến vùi lấp cả 3 chiến sĩ cùng một người dân tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố sạt lở. Suốt 3 ngày trước thời điểm gặp nạn, các chiến sĩ đã liên tục tuần tra, dọn dẹp đá lăn trên đèo Bảo Lộc. 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 7, do mưa lớn liên tục đã gây sạt lở mái ta luy đường tại km 103 100 quốc lộ 20 với khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, chiều dài sạt lở khoảng 50m, cao 3m. Vụ sạt lở vùi lấp trụ sở trạm cảnh sát giao thông Madagui tại km 103 300 quốc lộ 20, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc và vùi lấp 4 người, trong đó có một người dân và 3 cảnh sát giao thông. Thi thể các anh lần lượt được lực lượng chức năng tìm thấy dưới lớp đất sâu, chuyển về nhà vĩnh biệt của Trung tâm Y tế huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng, cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 20 km. Các anh hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, trong đó có anh chưa kịp đưa cô dâu về ra mắt gia đình. Có anh ra đi để lại vợ và 2 con thơ dại. Tuy nhiên trên hết, những hình ảnh dầm mưa để hoàn thành nhiệm vụ đã lưu lại những tình cảm không thể phai nhòa trong lòng đồng đội, người thân và nhân dân. Điều đó càng khẳng định thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Ai cũng đau xót trước cảnh thi thể các nạn nhân đầy vết trầy xước, không còn nguyên vẹn do vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc gây ra.
Tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ sáng 31 tháng 7 tại thành phố Bảo Lộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ngoài chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ một sự cố nào tương tự như vụ sạt lở đất đáng tiếc tại đèo Bảo Lộc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Phó Thủ tướng còn chỉ đạo ưu tiên triển khai sớm các tuyến cao tốc ở khu vực Tây Nguyên nhằm phá thế độc đạo của tuyến đường hiện hữu, không để xảy ra sự cố như vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành địa phương có liên quan tạo điều kiện ưu tiên triển khai sớm các tuyến cao tốc ở khu vực này sau khi tỉnh Lâm Đồng có kiến nghị về việc đầu tư các tuyến cao tốc. Phó Thủ tướng cho rằng việc này nhằm phá thế độc đạo của tuyến đường hiện hữu, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho Lâm Đồng và các khu vực Tây Nguyên. Phó Thủ tướng cho rằng phải đặc biệt lưu ý tính toán bảo đảm yêu cầu tiêu thoát nước, phòng chống sạt lở, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và triển khai các dự án. Cuối cùng là thích ứng, tương lai của chúng ta phải sống chung với sự biến đổi khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Chúng ta phải tính toán làm sao, không phải cái cao tốc sao cho to hơn, mà cái cống làm sao dẫn được nhiều nước hơn. Từ nhà cửa, đường xá, quy hoạch, bảo vệ phát triển rừng, dòng chảy, nguồn nước, sao cho nó thích ứng với hiện tại, ông nói thêm. Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, khó đoán định. Một số đợt mưa lớn đã gây sạt lở đất, lũ quét, ngập úng cục bộ, thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, từ đầu mùa mưa năm 2023 đã xảy ra 3 vụ sạt lở đất gây thiệt hại lớn, làm chết 8 người, vụ sau có chiều hướng nghiêm trọng hơn vụ trước. Vì vậy, cần phải đề cao cảnh giác hơn nữa, không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai. Bên cạnh việc biểu dương công tác ứng phó thiên tai khắc phục nhanh sự cố sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, Phó Thủ tướng lưu ý biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn, dự báo. Thiên tai ngày càng khốc liệt, địa phương cần thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chủ động kiểm tra, rà soát, đánh giá về mức độ an toàn, nguy cơ có thể xảy ra sạt lở do khu vực này dự báo còn có mưa, để lên phương án huy động lực lượng, biện pháp khắc phục phù hợp. Nguyên tắc là tuyệt đối không để xảy ra thêm sự cố nào tiếp theo, phải kiểm soát chặt chẽ việc ra vào khu vực xảy ra sự cố, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Việc rà soát cũng rất cần thiết, tiếp theo là phải cảnh báo. Những vị trí có nguy cơ buộc phải có phương án xử lý, đặc biệt là di dời dân, tuyệt đối không để mất một người nào. Ít nhất dựa vào kinh nghiệm của những người có kinh nghiệm, đánh giá nguy cơ để đưa ra phương án xử lý kịp thời. Đặc biệt, không chỉ ở Lâm Đồng mà cảnh báo cho cả nước, vì bây giờ là đầu mùa mưa bão, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng lưu ý, tỉnh Lâm Đồng và các địa phương cần làm tốt công tác giám sát, cảnh báo thiên tai, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Với các vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đã phát hiện được, tỉnh phải chủ động có biện pháp cảnh báo, hạn chế người phương tiện qua lại, hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân sống trong khu vực, đồng thời chủ động tổ chức di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao tới nơi an toàn. Cho đến thời điểm này, hậu quả vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng vùi lấp 3 cảnh sát giao thông và một người dân cơ bản đã được khắc phục. Tuy nhiên, việc xác định nguyên nhân sâu xa dẫn đến thảm họa trên vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, chưa thực sự thống nhất, đặc biệt liên quan đến đội sầu riêng phía trên chốt cảnh sát giao thông Madagui. Nhận định ban đầu từ phía cơ quan chức năng cho rằng, thời gian qua trên địa bàn huyện Đạ Hoai, đặc biệt là khu vực đèo Bảo Lộc xảy ra mưa lớn kéo dài, trong khi đó đồi sầu riêng không đảm bảo độ che phủ như khu vực rừng xung quanh, nơi các loại cây bản địa có bộ rễ khỏe, không rụng lá theo mùa. Việc thẩm thấu nước mưa với cường độ lớn diễn ra liên tục đã nhanh chóng làm suy yếu kết cấu đất đá trên đồi sầu riêng, biến địa điểm này thành khối bùn nhão, gây ra hệ quả thảm khốc khi sạt lở vào chiều 30 tháng 7 vừa qua. Yếu tố thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài được xác định là tác nhân chính gây ra vụ sạt lở với diễn biến nhanh chóng và bất ngờ tại trạm cảnh sát Madagui. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, tổng lượng mưa tính từ 20 giờ ngày 29 tháng 7 đến 15 giờ ngày 30 tháng 7 đạt từ 40 đến 70 mm, có nơi đạt 190 mm. Đèo Bảo Lộc đạt 196 mm, xã Bà Lá Bảo Lâm đạt 136 mm, xã Lộc Thành Bảo Lâm đạt 132,8 mm, xã Lộc Phú Bảo Lâm đạt 126,4 mm, xã Đại La Bảo Lộc đạt 122 mm, xã Lộc Tân Bảo Lâm đạt 113,6 mm, xã Roman Đam Rông đạt 102 mm. Khu vực thị trấn Đạm Ri, Đạ Hoai đạt 130,2 mm là một trong những địa điểm có lượng mưa lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng những ngày qua.
Điều này cũng phù hợp với nhận định của ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào chiều ngày 1 tháng 8 trong cuộc họp báo thường kỳ vào tháng 7 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo ông Lực, vụ sạt lở ở đây là do tác động của lượng mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày, vị trí thế đất cao, sầu riêng trồng ở đây mới từ năm 2019 nên không có độ che phủ. Đại diện Cục Lâm nghiệp cho rằng đây là rừng phòng hộ trên cạn thì theo quy định phải trồng cây bản địa, có bộ rễ phát triển, lá không rụng theo mùa. Vấn đề này chắc chắn phải có trách nhiệm của địa phương trong việc quan tâm, quy hoạch, rà soát đất rừng phòng hộ. Việc quản lý sử dụng đất rừng trồng rừng phải đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành, hướng dẫn theo quy định của Nghị định 156. Từ những thông tin trên, các chuyên gia địa chất đã đưa ra lưu ý với 4 nhóm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bao gồm khu vực có triền dốc ta luy cao, khu vực dốc nhưng không còn rừng để giữ đất, khu vực treo leo nhưng lại xây dựng dưới chân đồi và cuối cùng là khu vực thay đổi các kết cấu tự nhiên như bê tông hóa, chặt cây nhưng thiếu hệ thống thoát nước. Các chuyên gia cũng khuyến cáo trong những ngày tới, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cần bố trí lực lượng theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân di chuyển qua những khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân cũng như giao thông thông suốt. Trước đó tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tìm nguyên nhân vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc. Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng cần mời chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm khảo sát địa chất ở khu vực có nguy cơ sạt lở để có cách ứng xử an toàn. Đây là bài học không chỉ riêng cho Lâm Đồng mà còn cho cả nước, vì bây giờ là thời điểm bắt đầu mùa mưa. Việc này đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các bộ ngành khác nhau tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ra một văn bản phù hợp, chỉ đạo chung về nội dung này. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo. Liên quan đến ngọn đồi trồng sầu riêng, nơi xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người tử vong ở đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nhiều người không khỏi đặt ra thắc mắc rằng vườn sầu riêng này là của ai và việc giữa bạt ngàn rừng núi tại sao lại xuất hiện một quả đồi dành riêng để canh tác sầu riêng như thế. Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạ Mơ Ri, huyện Đạ Hoai cho biết, thời điểm hiện tại, vườn sầu riêng thuộc sở hữu của bà Đặng Thị Lộc, trú thị trấn Đạ Mơ Ri. Theo vị lãnh đạo này, bà Đặng Thị Lộc đã sinh sống tại khu vực này mấy chục năm nay, khai hoang khu vực trên từ năm 1985 để trồng cà phê, mít, bơ. Về diện tích khoảng 1 hectare trồng sầu riêng, từ năm 1985 đến năm 2019, trên diện tích này bà Lộc đã trồng bơ mít và một số loại cây ăn trái khác. Đến năm 2019, do những loại cây nói trên kém năng suất nên bà Lộc đã chuyển sang trồng sầu riêng và giao cho một người đàn ông tên Bi trông coi, tưới và chăm sóc. Theo ghi nhận, khu đất trồng sầu riêng khoảng 1 hectare với tuổi đời cây khoảng từ 3 đến 4 năm tuổi, xung quanh là rừng tự nhiên bao bọc. Đối chiếu hồ sơ vị trí đất bị sạt lở tại chốt trạm Cảnh sát Giao thông Đèo Bảo Lộc, thì khu vực sạt lở thuộc tiểu khu 581B, thị trấn Đạ Mơ Ri, thì đây là khu vực thuộc đất lâm nghiệp do Lâm trường Đạ Hoai quản lý. Đến năm 1999 thì bàn giao cho Ban Quản lý rừng Nam Hoai quản lý. Toàn bộ khu đất này từ năm 2008 theo quyết định 450 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra khỏi quy hoạch rừng đặc dụng phòng hộ và sản xuất để sử dụng đất phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến năm 2008, phần diện tích khu vực trên gồm chốt cảnh sát giao thông Đèo Bảo Lộc, phần diện tích trồng sầu riêng bị sạt lở và một phần diện tích miếu Ba Cô đã được đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng với diện tích khoảng 2,7 ha. Theo quyết định ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008-2020. Đến năm 2013, phần diện tích từ chốt cảnh sát giao thông đến khu vực miếu Ba Cô khoảng hơn 0,6 ha. Vị trí này bao gồm chiều rộng tính từ mép đường phía ta luy âm vào chân ta luy dương, phía chốt sau cảnh sát giao thông. Đến miếu Ba Cô rộng khoảng 29 mét là đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng và 2,1 ha là đất quy hoạch 3 loại rừng. Tất cả nằm trong vùng quản lý miếu Ba Cô, theo quyết định ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tại huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2020. Năm 2018, tỉnh Lâm Đồng một lần nữa phê duyệt kết quả điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 và quyết định ngày 8 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh bổ sung khoảng 3 điều quyết định ngày 9 tháng 10 năm 2018.
Tuy nhiên, theo quyết định ngày 9 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thì phần diện tích đất nêu trên, khu vực chốt cảnh sát giao thông không thay đổi so với quyết định 2692 được ban hành năm 2013. Như vậy, phần nhà chốt cảnh sát giao thông không thuộc phần diện tích quy hoạch 3 loại rừng. Trao đổi với báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, một lãnh đạo ngành lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, diện tích 2,7 ha vườn sầu riêng nằm trong khoanh vùng quản lý Miếu Ba Cô theo phân định là đất lâm nghiệp thuộc rừng phòng hộ. Việc lãnh đạo Cục Lâm nghiệp nói đây là đất rừng phòng hộ và chỉ trồng theo mục tiêu lâm nghiệp thì không sai về quy định, nhưng chưa thực sự hiểu biết thực tế tỉnh Lâm Đồng. Thực ra hiểu theo tình hình thực tế của tỉnh Lâm Đồng thì nó không đúng cho lắm. Lâm Đồng có 60.000 ha đất lâm nghiệp người dân sản xuất ổn định, nhưng 3 năm nay nhà nước chưa điều chỉnh được cho người dân, đại diện lãnh đạo ngành lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết. Lãnh đạo ngành lâm nghiệp Lâm Đồng phân tích thêm, nếu ở miền Trung có địa hình núi cao, người dân không trồng được gì nên chỉ trồng được cây đặc thù lâm nghiệp, thì ở Lâm Đồng, người dân thường trồng cây ăn trái, thực tế này khác với cái chung của toàn quốc. Như vậy, khu vườn này được canh tác từ năm 1975, sản xuất ổn định từ năm 1985, thì theo luật nên điều chỉnh đất này ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng cho người dân. Phải có cả lý, cả tình nữa. Ngoài ra, năm 2008, theo quyết định thì đất này đã được đưa ra ngoài đất lâm nghiệp rồi. Đến năm 2013 thì đưa vô lại do cơ cấu của địa phương, chứ không phải đất này thuộc đất rừng mà đưa vô lại, vị lãnh đạo này thông tin thêm. Những ngày qua, nhiều địa phương tại tỉnh Lâm Đồng đã phải hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, thường trực nguy cơ xảy ra tình trạng sạt lở, sụt lún. Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc chiều ngày 5 tháng 8 cho biết, trong 2 ngày 3 đến sáng ngày 4 tháng 8 vừa qua, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc có mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường tránh phía nam thành phố, đoạn qua phường Lộc Sơn bị sụt lún nghiêm trọng. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc và Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận sụt lún gây hư hỏng nền mặt đường tại khu vực km 7+100 đến km 78+300 trên tuyến đường tránh này. Tình trạng sụt lún làm đứt gãy mặt đường, tạo thành hố sâu hơn 1 mét hết nền đường. Chiều dài khu vực sụt lún khoảng 40 mét, tạo thành những gần sóng trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sụt lún ngày càng nghiêm trọng. Cục Quản lý Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án 7, Công ty Cổ phần BT20, Cửu Long và các đơn vị thi công khẩn trương khảo sát hiện trường, đánh giá nguyên nhân vụ sụt lún, từ đó có giải pháp khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng, sạt lở. Trong quá trình khắc phục, sửa chữa, cần thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động theo quy định, đồng thời tiến hành rà soát trên toàn tuyến đường, tránh để xác định các vị trí có nguy cơ sạt lở, gây mất an toàn công trình để có biện pháp ứng phó kịp thời. Liên quan đến tình trạng sạt lở, sụt lún ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phát đi công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc triển khai các phương án, giải pháp phòng chống sạt lở, sụt lún trên địa bàn trong mùa mưa năm 2023. Trong đó, yêu cầu tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp tại khu vực ven sông, suối, khu vực sườn dốc để kịp thời cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt. Tập trung các khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện gần khu dân cư. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương trong tỉnh kiên quyết di dời, sơ tán ngay các hộ dân, người làm việc trong cơ quan, đơn vị tại khu vực chân núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm, nguy cơ sạt lở đất nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn đến tính mạng và tài sản. Đồng thời, chủ động thực hiện phương án bố trí, hỗ trợ, ổn định nơi tránh trú và đời sống cho các hộ dân phải di dời. Cùng với các vị trí sạt lở và có nguy cơ sạt lở đất, qua rà soát, hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có 73 vị trí có nguy cơ bị ngập khi xảy ra mưa lớn. Các địa phương sẵn sàng phương án di dời khi xảy ra ngập. Trong 7 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 10 trận mưa lớn, 6 trận lốc xoáy, 5 vụ sạt lở đất, làm 9 người chết, 4 người bị thương, hư hỏng thiệt hại 235 căn nhà, 283 hectare cây trồng, cuốn trôi hơn 2.800 gia cầm, gia súc, làm hư hỏng 6 cầu dân sinh và gây ngập cục bộ tại một số nơi trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Đà Hoai. Ước tổng thiệt hại hơn 23 tỷ đồng. Đáng chú ý là hai vụ sạt lở nghiêm trọng tại phường 10, thành phố Đà Lạt đã khiến hai người chết và vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc làm 3 chiến sĩ công an hy sinh, một người nguyên chiến sĩ nghĩa vụ công an tử nạn.
ngày 6 tháng 8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết, vết nứt lún đất trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng hơn. Theo đó, các vết nứt cũ và thêm các vết nứt mới đã gây đứt gãy, sạt trượt mặt đường nhựa. Các vết nứt có bề rộng lớn nhất hơn 1 mét, chiều sâu khoảng 2 mét và mở rộng vào làn đường phía trong. Vết nứt không những làm cho đoạn đường này bị đứt làm đôi mà còn kéo dài ngang quả đồi. Phía dưới là nơi sinh sống của 16 hộ dân ở tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành. Phía trên đồi vết nứt càng lớn làm cho lớp đất chèn gần sát 16 hộ dân bên dưới. Một người dân ở địa phương cho hay, hiện nay lượng đất lớn đang tiến sát 16 hộ dân, có thể nghe bằng tai thông thường để cảm nhận sự biến động này. Mỗi lần đất ép xuống gây ra tiếng kêu từ mái tôn của người dân, chúng tôi không dám lại gần, người này cho hay. Ông Nguyễn Văn Tân, tổ trưởng tổ dân phố 5, phường Nghĩa Thành cho biết, đến nay người dân đã di dời hết tài sản tới nơi an toàn. Chúng tôi túc trực ở khu vực này 24/24 để cảnh báo người dân qua lại, đảm bảo an toàn. Hiện khu vực này rất phụ thuộc vào thời tiết. Từ hôm qua đến giờ, thời tiết đã nắng lên. Nếu còn mưa lớn như mấy hôm trước, chắc chắn đã sập hết rồi, ông Nguyễn Văn Tân cho hay. Trước đó, tại km số 1900+350, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, xuất hiện vết nứt đường, lún đất, độ rộng vết nứt từ 20-40cm. Vết nứt kéo dài khoảng hơn 10m. Cùng với đó, nhà của một số hộ dân sinh sống xung quanh đã có hiện tượng nứt tường, lún đất, có nguy cơ sạt lở rất cao. Đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Thành đã vận động và huy động lực lượng hỗ trợ di dời người, tài sản của 16 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Tổ chức rào chắn, cấm biển cảnh báo, không cho các phương tiện lưu thông qua tuyến đường xuất hiện vết nứt, lún đất nêu trên. Ngày 5 tháng 8, ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông cho biết, tình hình sạt trượt tại km 1900+350 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tổ 9, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, tiếp tục diễn biến phức tạp. Đường Hồ Chí Minh km 1900+350 thuộc tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa xuất hiện vết sụt lún, nứt gãy từ ngày 1 tháng 8. Ban đầu vết nứt gãy rộng chỉ 10-15cm. Đến sáng 5 tháng 8, khu vực sạt trượt đường Hồ Chí Minh tiếp tục đứt gãy lan rộng, sụt lún sâu từ 1-3m. Tại vị trí phần làn đường gom, mặt đường bê tông nhựa xuất hiện 3 vị trí nứt, đứt gãy, sạt lở với tổng chiều dài khoảng 140m. Trong đó, vị trí xuất hiện vết nứt đầu tiên nặng nhất. Hiện mặt đường bê tông nhựa bị nứt, đứt gãy và lún sâu từ 1-3m, chiều dài khoảng hơn 40m. Một số vị trí xung quanh mặt đường bê tông nhựa xuất hiện vệt nứt bề rộng từ 5-30cm, chiều dài khoảng hơn 51m. Ngoài ra, tại phần làn đường chính, mặt đường bê tông nhựa xuất hiện các vệt nứt lún với tổng chiều dài khoảng hơn 127m. Gần 100 hộ dân sinh sống ven đường có nguy cơ mất nhà. Tỉnh Đắk Nông đang gấp rút lập kế hoạch di dời dân. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương, đường Hồ Chí Minh hiện sập trên 3m so với mặt đường cũ. Vết sập kéo dài, rộng và sâu hơn ngày 4 tháng 8 rất nhiều. Nguy cơ đứt gãy trong những ngày tới là rất cao. Trước đó, thành phố đã di dời 16 hộ dân ở vùng phía dưới điểm sạt lở và đang tuyên truyền để người dân khu vực biết có biện pháp phòng chống. Trước đó, vào sáng 3 tháng 8, ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông đã đến kiểm tra tại khu vực 16 hộ dân thuộc tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, nơi tiếp tục xuất hiện hiện tượng đất bị sạt lở. Theo người dân báo cáo lại và khi đi kiểm tra thực tế, có hiện tượng đất từ trên cao sạt trượt, là một số bờ tường nhà dân tiếp tục bị hư hỏng. Ông Sương cho biết thêm. Ông Nguyễn Trường Giang, một người dân ngụ địa chỉ trên cho biết, hiện gia đình ông đã di dời đến nơi an toàn. Sáng hôm 3 tháng 8, quay trở lại nhà, ông Giang phát hiện lượng đất lớn từ trên cao dồn xuống, chèn, làm cho bức tường, nền nhà tiếp tục bị nứt, vỡ nặng, rất nguy hiểm. Còn ông Nguyễn Lan, một trong 16 hộ dân phải di dời cũng cho biết, gia đình ông sinh sống ở đây đã 25 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự việc nào tương tự. Hiện có 5 thành viên trong gia đình ông đã sơ tán đến nơi an toàn. Theo quan sát của phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực nhà một số hộ dân trên có hiện tượng đất từ trên cao sạt lở xuống sát nhà dân. Trong đó tại gia đình ông Nguyễn Trường Giang, ngoài việc nền nhà bị cày xới, những bờ tường sát đồi cũng bị đất từ trên cao trôi xuống, chèn vỡ. Ngoài ra tại nơi này còn có lượng nước chảy từ lòng đất vào nhà dân. Trên đường Hồ Chí Minh xuất hiện đường nứt lớn, có thể lượng nước lớn đã ngấm qua đây rồi dẫn xuống khu vực các hộ dân. Nếu ngăn được dòng chảy này, sẽ hạn chế được tối đa sạt lở đất. Một người dân ở tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành nhận định, đơn vị vừa có báo cáo nhanh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
phối hợp nghiêm cấm người dân và phương tiện đi vào vị trí có nguy cơ sạt lở trên, đồng thời thực hiện nghiêm việc phân luồng, phân làn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk Cờ Long, Đắk Sông, Tuy Đức về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, từ 28 tháng 7 đến 8 giờ ngày 5 tháng 8, mưa lũ đã làm 2 người chết do nước cuốn trôi, làm ngập, ảnh hưởng 147 căn nhà, 9 phòng trọ, làm ngập úng khoảng 645,9 hectare cây trồng các loại và khoảng 215 hectare thủy sản và 135 ao hồ của người dân bị ngập, cá tràn bờ. Các địa phương đã phải thực hiện di dời 116 hộ dân tại các điểm bị sạt lở đến nơi an toàn. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã làm hư hỏng và ảnh hưởng đến một số công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xuất hiện nhiều địa điểm nứt đất có nguy cơ sụt lún. Liên quan đến vụ việc xuất hiện vết nứt kéo dài sau nhiều tiếng nổ lạ tại địa bàn Bon Bucrac, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, một lãnh đạo huyện Tuy Đức cho biết, hiện tượng nứt gãy, sạt lở đất tại khu vực này tiếp tục lan rộng hơn và xuất hiện một số vết nứt mới. Đến chiều 2 tháng 8, các vết nứt đã kéo dài thêm khoảng 1,5 km. Để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực, tính đến chiều 2 tháng 8, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, quân đội di dời 45 hộ dân với 145 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời tiếp tục vận động thêm 10 hộ dân với 44 nhân khẩu ở Bon Bucrac ra khỏi vùng nứt gãy. Ngày 2 tháng 8, trao đổi với báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân xuất hiện vết nứt gãy sau tiếng nổ lớn tại Bon Bucrac, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức và trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa. Theo vị lãnh đạo này, huyện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra, nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân và báo cáo cấp có thẩm quyền. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh thông tin thêm, tính đến sáng cùng ngày, vết nứt tại Bon Bucrac tiếp tục mở rộng và kéo dài. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết là hiện chưa thể khẳng định được hiện tượng nứt gãy ở Bon Bucrac liên quan động đất hay không. Sở cũng đã cử ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, trực tiếp vào hiện trường. Nguyên nhân có thể là do biến đổi địa chất và tác động chính vẫn là do mưa. Khu quản lý đường bộ 3 đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo về nguyên nhân sạt lở ta luy trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 cũ, đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông. Nguyên nhân ban đầu là đoạn nền đường đắp có mái ta luy âm cao và nằm trên triền đá, cũng như thời gian qua, địa bàn thành phố Gia Nghĩa xuất hiện mưa lớn kéo dài. Đại diện công ty BOT và BT Đức Long, Đắk Nông cho biết, nhà đầu tư đang cho công nhân khắc phục tạm thời các vết nứt bằng bê tông xi măng để tránh việc nước tiếp tục ngấm qua các khe nứt gây sạt lở. Sau khi thời tiết nắng lên, nhà đầu tư sẽ thuê một đơn vị tư vấn khảo sát toàn bộ địa chất của khu vực trên, sau đó đưa ra giải pháp khắc phục, gửi Sở Giao thông Vận tải, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông xử lý triệt để hiện tượng trên. Được biết, đoạn đường bị hư hỏng này do công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT tại km số 1900+350 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, xuất hiện vết nứt đường, lún đất, độ rộng vết nứt từ 20-40 cm, vết nứt kéo dài khoảng hơn 10 m. Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Thành đã vận động và huy động lực lượng hỗ trợ di dời người, tài sản đến nơi an toàn, tổ chức rào chắn, cấm biển cảnh báo không cho các phương tiện lưu thông qua tuyến đường xuất hiện vết nứt, lún đất nêu trên. Những ngày qua, tình trạng sụt lún tại Đắk Nông ngày càng nghiêm trọng, trong đó nguy cơ vỡ đập thủy lợi Đắk Tin đang hiện hữu. Việc vỡ đập thủy lợi Đắk Tin là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, đây là thực tế ngành chức năng cần đối mặt khi tình trạng sụt lún tại Đắk Nông có những diễn biến khó lường, thậm chí không thể kiểm soát. Mặt khác, khi xảy ra sụt lún tại Đắk Nông, ngành chức năng Đắk Nông nói riêng cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung, cho đến thời điểm này vẫn chưa thể đưa ra những kết luận cụ thể. Dẫu biết tình trạng mưa lớn kéo dài đã tác động tiêu cực đến sự ổn định của kết cấu địa chất tại khu vực Tây Nguyên. Trao đổi với báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông cũng khẳng định, do ảnh hưởng mưa bão kéo dài gây nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn công trình hồ chứa nước Đắk Tin. Theo ông Nghĩa, qua kiểm tra đánh giá, hiện nay phía sườn đồi nằm bên vai phải tràn xả lũ, không nằm trong phạm vi đền bù của công trình, đã xuất hiện cung trượt lớn kéo dài hơn 500 m từ hạ lưu tràn xuống cống thoát nước số 1 đường tránh ngập. Chiều cao cung trượt hiện nay có nơi đã lên đến khoảng 50 cm.
Với ảnh hưởng của cung trượt này, áp lực đất bên phía đối tác động lớn gây dịch chuyển bề mặt cầu giao thông qua đập tràn theo phương ngang. Mặt cầu bị dịch chuyển về phía đập đất hàng chục cm, đồng thời gây nứt vỡ bê tông mặt cầu và hai bên mái gia cố thượng hạ lưu đập tràn, làm dịch chuyển bản quá độ trước cầu, ảnh hưởng lớn tới việc đi lại của người dân, đe dọa nguy cơ vỡ đập bất cứ lúc nào. Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương cử cán bộ xuống vận động, hỗ trợ di dời nhà cửa, vật nuôi, tài sản của bà con về nơi an toàn. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Dự án tỉnh Đắk Nông đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành liên quan thành lập đoàn công tác để đánh giá mức độ sạt trượt do mưa bão. Từ đó có phương án kịp thời để chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn, bền vững lâu dài cho công trình hồ chứa nước Đắk Tin, đồng thời tạo tâm lý ổn định, yên tâm sản xuất cho bà con trong khu vực dự án. Dự án hồ chứa nước Đắk Tin được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt vào tháng 10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công vào tháng 8/2020. Hiện nay, công trình đã được thi công xây dựng hoàn thành. Ban Quản lý Dự án tỉnh Đắk Nông đang tiến hành các thủ tục có liên quan để nghiệm thu bàn giao công trình theo quy định. Chiều 6 tháng 8, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Cờ Long, Đắk Nông cho biết đã phong tỏa lối ra vào đập thủy lợi Đắk Tin. Việc làm này nhằm ngăn chặn người dân không trở về nơi đang có nguy cơ sạt lở đất, ông Thuần cho hay. Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông, nhà thầu đã tiến hành kiểm tra khu vực nêu trên. Theo đó, có nhiều vị trí đường bê tông sát đập có dấu hiệu bị nứt, vỡ và đùn từng tảng khỏi mặt đất. Theo lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, vết nứt ở khu vực đồi gần chân đập kéo dài khoảng 500m, sâu khoảng 150m và chưa có chiều hướng dừng lại. Những vết nứt phát hiện xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa nay, 6 tháng 8, hậu quả khiến nhà vệ sinh của hai hộ dân bị sụp đổ hoàn toàn. Nhà của 19 hộ dân khác bị nứt tường, nền từ 50 đến 80cm. Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cho rằng phía chân đập có nhiều vị trí đã bị xê dịch, nhìn bình thường cũng có thể cảm nhận được. Chưa hết, trên những vết nứt ở rẫy của người dân xuất hiện lượng lớn nước chảy ra từ trong lòng đất hướng xuống hồ thủy lợi. Trên khoảng đất bị nứt vỡ này, ước tính có khoảng gần 1 triệu mét khối đất. Nếu sạt lở sẽ đẩy toàn bộ xuống đập thủy lợi Đắk Tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cho hay. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn các lối ra vào, đồng thời thực hiện xả toàn bộ cửa đập để hạn chế tối đa những ảnh hưởng khi có sự cố xảy ra. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Cờ Long, toàn bộ diện tích người dân đang canh tác, sinh sống tại khu vực nguy cơ sạt lở đều có nguồn gốc đất rừng, đang thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắk Tàu. Những diện tích này do người dân lấn chiếm hoặc săn nhượng trái phép. Trước diễn biến phức tạp có nguy cơ vỡ đập này, ngày mai 7 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp sẽ dẫn đầu đoàn công tác vào khảo sát và chỉ đạo công tác ứng phó, phòng chống sạt lở thiên tai tại Đắk Nông. Như pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, mưa lớn kéo dài đã làm cho công trình thủy lợi Đắk Tin đứng trước nguy cơ sạt lở. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, hiện nay cung trượt vẫn tiếp tục dịch chuyển, gây ảnh hưởng đến hệ thống công trình. Các vết nứt cũ đã có hiện tượng mở rộng, sạt trượt hơn so với những ngày trước đó. Theo số liệu quan trắc, do ảnh hưởng liên tục của cung trượt, áp lực đất phía đồi ngày càng đè nén thêm vào tràn xả lũ, gây tình trạng đẩy nổi bên vai trái tràn xả lũ. Việc chuyển vị và dịch chuyển nêu trên gây thêm nứt gãy bê tông mái thượng, hạ lưu tràn, bản quá độ đã bị biến dạng hơn. Ngoài ra, mái bê tông thượng lưu đập đất tiếp giáp tràn đã có hiện tượng nứt gãy, chia cắt, với vết nứt kéo dài khoảng từ chân đập lên đỉnh khoảng 25m, chiều rộng vết nứt có chỗ lên tới 3cm. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Cờ Long đã di dời 34 hộ dân với 175 nhân khẩu vùng hạ du đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ, đã có buổi làm việc với tỉnh Đắk Nông về tình trạng sụt lún ở tỉnh này. Các chuyên gia cũng như Thứ trưởng đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt trượt, sụt lún tại Đắk Nông, chủ yếu đến từ các hiện tượng thời tiết cực đoan, qua đó tìm hướng giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, tình trạng mưa lũ sụt lún tại Đắk Nông đã khiến địa phương này thiệt hại khoảng 250 tỷ đồng. Nếu không có các giải pháp khắc phục kịp thời, con số thiệt hại chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số đó. Mặc dù vậy, đi tìm nguyên nhân sâu xa nhằm khắc phục tình trạng sụt lún sạt trượt tại Đắk Nông là điều không hề đơn giản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Châu Lân, giảng viên Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, quá trình kiểm tra công trình chứa nước Đắk Nơ Tinh cho thấy địa hình sạt trượt cao khoảng 30m,
đất đỏ Bazan chủ yếu sạt trượt phần trên mái đất, vị trí nước hình thành vòng cung. Theo Phó Giáo sư Lân, giải pháp trước mắt sử dụng tấm HDPE để ngăn nước không cho ngấm xuống phía dưới, có thể khoan sâu vào quả đồi nhằm tạo dòng chảy nước thoát ra để hạn chế lớp đất sạt trượt xuống dưới. Về lâu dài, cần phải gắn các mốc quan trắc để theo dõi tốc độ sạt trượt, sử dụng biện pháp hạ tải, sử dụng kè bằng công nghệ mới. Đối với vị trí sụt lún ở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, theo ông Lân cũng có yếu tố liên quan đến thoát nước. Vì vậy, cần thiết phải bóc bỏ và làm lại từ dưới lên. Nhớ chú ý phần thoát nước có gắn các rọ đá. Quá trình thực hiện các hồ đập, tôi có cảm giác chúng ta mới chỉ khảo sát ở khu vực làm công trình, chưa quan tâm đến vị trí hai mái đập. Trong hoàn cảnh mưa lũ bất thường như hiện nay, cần phải khảo sát cả tổng thể khu vực rộng lớn, đặc biệt khi đào vào mái dốc phải có biện pháp bảo vệ mái dốc đó. Nếu mất chân mái, sẽ kéo theo hiện tượng tạo ra vết nứt để tích lũy nước cục bộ. Về lâu dài, vết nứt sẽ rộng hơn. Chính vì thế, cần phải có biện pháp bảo vệ kè, gia cố bề mặt hoặc biện pháp thoát nước sâu, ông Lân phân tích. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Hùng, chuyên gia trong đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, đoàn chuyên gia mới chỉ khảo sát sơ bộ và tìm ra được một phần nguyên nhân. Để đánh giá một cách đầy đủ về hiện tượng sạt trượt đất, cần phải có khảo sát kỹ, đánh giá tổng thể mới xác định được chính xác nguyên nhân. Theo Phó giáo sư Lê Văn Hùng, hiện nay công trình thủy lợi Đắc Nờ Tinh mới chỉ di chuyển đập tràn, do bị xô đẩy tách khỏi móng, phần đập và cống hiện an toàn. Biện pháp an toàn cho đập nhanh nhất, an toàn nhất là phải hạ mức nước chứa. Nếu đập này chỉ xả nước bình thường sẽ an toàn cho đập phía dưới. Nếu hồ vỡ mới hệ trọng, cần phải xả đúng thiết kế, không được vượt quá. Phó giáo sư Lê Văn Hùng nêu giải pháp. Phó giáo sư Lê Văn Hùng cũng kiến nghị cần thiết kiểm tra các công trình còn lại ở địa bàn tỉnh để có đánh giá biện pháp ngăn chặn sớm. Vẫn theo vị chuyên gia này, việc dùng tôn vây kín mép đường Hồ Chí Minh đoạn bị sụt lún sẽ tạo nên hiện tượng bị tụ thủy rất nguy hiểm. Khi nước mưa chảy xuống, toàn bộ đường này như một cái đập và chịu dòng thấm xuyên từ đó sang mái trượt. Nếu chúng ta sửa chữa phần này, muốn không hỏng đường đang còn thì phải xử lý ngay tụ thủy. Nếu không làm được, trong mùa mưa năm nay sẽ hỏng hết những đoạn đường còn lại. Đồng thời khẳng định, việc khảo sát trước đây của cơ quan chức năng địa phương khi làm đường chưa đến nơi đến chốn. Dòng nước thấm gây xoáy ngầm, nó giống như bệnh tiểu đường, không chết ngay mà chết từ từ, ông Hùng cho hay. Còn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Thái, thành viên đoàn công tác nhận định, nguyên nhân xuất hiện các vết nứt và các khối dịch chuyển chủ yếu vẫn là do mưa nhiều và mưa kéo dài. Sạt trượt trên mái dốc thì nguyên nhân chủ yếu là mưa. Các số liệu thống kê cho thấy lượng mưa lớn nhất của tháng 7 hàng năm chỉ khoảng 400mm, nhưng tháng 7 năm nay lượng mưa đã hơn 700mm. Mưa nhiều đã làm tăng mực nước ngầm và giảm chỉ tiêu cường độ của đất, đặc biệt là giai đoạn cuối mùa khô đầu mùa mưa. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Thái đưa ra nhận định. Vị chuyên gia này kiến nghị bên cạnh việc sửa chữa trước mắt thì tỉnh Đắk Nông cần khảo sát kỹ lưỡng phạm vi khối trượt để có đánh giá chính xác chiều sâu của mực nước ngầm. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Nông cần có giải pháp xử lý tổng thể, hạ mực nước ngầm xuống, hạ mái dốc phần mái đào, xây dựng các rãnh thoát nước để tránh nước mưa thấm vào khối trượt, đặc biệt dùng các biện pháp để gia tăng sự ổn định của khối trượt. Tại buổi làm việc, các chuyên gia cơ quan các bộ khác còn có ý kiến liên quan đến khắc phục hiện tượng sạt lở sụt lún đất ở Đắk Nông. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai để có giải pháp khẩn cấp, tình huống cấp bách, ứng phó, xử lý. Phải đảm bảo tính mạng của người dân là trên hết. Như tại hồ Đắk Nờ Tinh hiện nay vẫn còn dấu hiệu dịch chuyển, nguy cơ vỡ rất cao. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phải tính toán lại kịch bản vỡ hồ. Nếu trường hợp hồ vỡ, mức độ thiệt hại phía hạ du như thế nào? Phải rà soát lại toàn bộ khu vực dưới hạ du, di dời hết người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm để giảm thiệt hại. Tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phải tính toán lại kịch bản vỡ hồ. Hiện nay hồ đang chứa 2 triệu mét khối nước. Nếu vỡ hồ, toàn bộ số nước này sẽ chảy về đâu? Đường đi như thế nào? Phải lên kịch bản xử lý để di dời hết các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng. Thứ trưởng Hiệp đề nghị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó khắc phục đối với công trình hồ chứa nước Đắk Tinh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ Long, đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, sạt trượt khu vực Bon Bucrac và Bon Bucran 14, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ quan chức năng tại các khu vực ảnh hưởng thiên tai thực hiện cấm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm,
di dời toàn bộ các hộ dân chịu ảnh hưởng, tổ chức trực ban tại công trình 24/24 giờ. Các cơ quan tiến hành quan trắc, theo dõi, đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy hạng mục công trình, theo dõi cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai, báo cáo kịp thời về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh biết, chỉ đạo. Đối với khu vực công trình hồ chứa nước Đắc Tin tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt, đồng thời phải tính toán lại kịch bản vỡ đập, đường đi dòng nước ảnh hưởng đến hạ du tại thời điểm hiện tại. Khảo sát, đưa ra các phương án thoát nước khối trượt, giảm thiểu tối đa sạt trượt đất tại khu vực vai phải công trình hồ chứa nước Đắc Tin. Tính toán có phương án hạ thấp mực nước hồ để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi có sự cố công trình xảy ra. Khảo sát, tính toán thiết kế sửa chữa, khắc phục đảm bảo ổn định, an toàn cho công trình và hạ du. Đối với công trình đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa đang bị sụt lún, phải tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo lưu thông và an toàn khi tham gia giao thông. Xử lý dòng tụ thủy hình thành bên trái đường theo hướng từ thành phố Gia Nghĩa đi tỉnh Đắk Lắk. Có giải pháp phù hợp xử lý hạn chế tối đa nguồn nước mặt đổ về vị trí các vết nứt sạt trượt. Khảo sát xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý sửa chữa, khắc phục tuyến đường mang tính ổn định, lâu dài để đảm bảo lưu thông, không ách tắc. Đối với khu vực sạt trượt Bon Burac và Bon Burang 1A tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, có giải pháp phù hợp xử lý hạn chế tối đa nguồn nước đổ về vị trí các vết nứt sạt trượt. Xác định nguyên nhân gây sạt trượt, có các giải pháp xử lý phù hợp. Về lâu dài, nghiên cứu xem xét đề xuất bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời. Sáng 7 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, dẫn đầu đã đến kiểm tra, thị sát tại hồ chứa nước Đắc Tin, nơi liên tục xảy ra sạt trượt, nứt đất trong mấy ngày qua. Về phía địa phương có sự tham gia của ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cùng các lãnh đạo sở ngành liên quan. Theo ghi nhận, dự án đập thủy lợi Đắc Tin chứa 1,2 triệu mét khối nước đang có nguy cơ vỡ. Tại hiện trường, phần thân đập xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kéo dài rộng từ 10 đến 20cm. Đường trên thân đập bị nứt gãy, đổ phần bê tông lên trên. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Gờ Long đã sơ tán toàn bộ các hộ dân ở khu vực hạ lưu đưa đến nơi an toàn. Tại hiện trường, sau khi kiểm tra kỹ các khu vực thân đập, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, với tình hình mưa lũ hiện nay, nguy cơ sẽ có hơn 1 triệu mét khối đất bị sạt trượt xuống công trình thủy lợi, gây vỡ đập hiện hữu. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, thời gian cho chủ đầu tư cứu công trình này chỉ có 15 ngày trước khi xuất hiện thêm một đợt mưa rất to xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vào cuối tháng 8. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Châu Lân, giảng viên Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, quá trình kiểm tra công trình chứa nước Đắk Tin cho thấy địa hình sạt trượt cao khoảng 30 mét, đất đỏ ba gian, chủ yếu sạt trượt phần trên mái đất, vị trí nứt hình thành vòng cung. Theo Phó giáo sư Lân, giải pháp trước mắt sử dụng tấm HDPE để ngăn nước không cho ngấm xuống phía dưới, có thể khoan sâu vào quả đồi nhằm tạo dòng chảy nước thoát ra để hạn chế lớp đất sạt trượt xuống dưới. Và lâu dài, cần phải gắn các mốc quan trắc để theo dõi tốc độ sạt trượt, sử dụng biện pháp hạ tải, sử dụng kè bằng công nghệ mới. Đối với vị trí sụt lún ở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, theo ông Lân cũng có yếu tố liên quan đến thoát nước. Vì vậy, cần thiết phải bóc bỏ và làm lại từ dưới lên. Nhớ chú ý phần thoát nước, có gắn các rọ đá. Đặc biệt khi đào vào mái dốc phải có biện pháp bảo vệ mái dốc đó. Nếu mất chân mái, sẽ kéo theo hiện tượng tạo ra vết nứt để tích lũy nước cục bộ. Về lâu dài, vết nứt sẽ rộng hơn. Theo tôi, cần thiết phải có biện pháp bảo vệ kè, gia cố bề mặt hoặc biện pháp thoát nước sâu. Ông Lân phân tích. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.